Bữa giờ mình mới có thời gian hạ cái máy này xuống để coi làm lại ha. Thì đây là cái Romilat này á, người ta đã xử lý lại rồi, nhưng mà cái này xử lý không có đúng cách. Anh em nhìn nè, bích hết đường nước rồi ha, bích hết đường nước. Cái này người ta cũng xịt sơn, nhưng mà sơn này, sơn có nhiều loại sơn lắm anh em. Sơn ron phải dùng cái sơn nó phù hợp, chứ không phải sơn nào cũng được. Không, cái này cũng phải dùng sơn phong ơi, chét silicon. Silicon không à, silicon bít hết đường nước đường rồi. Bởi vì máy nó đi nóng lắm anh em. Máy đi rất nóng. Ở dưới coi thì cái phần dên, tay dên nó còn đẹp ha, miễn dên nó còn đẹp. Đó. Cũng còn được thôi, chứ không có đẹp. Miễn lốc rồi cũng còn được thôi. Thì xe này nè, xe này mình sẽ làm máy lại. Cái đồng tiền rồi phải canh lại hết, dàn xúc bắp dàn đầu phải làm lại hết, sấy xúc bắp lại với canh lại đồng tiền ha, canh chật hết rồi. Giờ mình đang mở ra làm lại. Anh em nào mà cần họng bướm xăng đồ ha, hầu như mới không ha. Đó, những cái đồ mà đừng nằm trên xe, mà ví dụ như nó nửa đường á, mình tháo bét đồ, khoảng còn khoảng 70% là mình đã tháo bét bán lẻ hết rồi. Còn những cái cụm mà như mới đó mình không thể bán lẻ được, mấy anh em thông cảm chỗ đó ha. Này mới mang hai da ra xử lý, làm lại tổng thể toàn bộ luôn. Thật sự nếu mà làm mà để ý kỹ thì cũng ok lắm nha anh em. Nếu mà làm máy á, mình biết cách làm. Thường á, thì mấy anh em mài đồng tiền, nhưng mà còn mình á, mình thì mình không có mài đồng tiền ha. Ví dụ như mình cần có 1-2 đồng tiền đi nữa, mình cũng mua nguyên một cái hộp đồng tiền mới để mình để dành xài đó. Còn nhiều người chỉ vài cái đồng tiền người ta không có chịu thay thế, mà người ta đi mài, không có cái chuyện đó, không có nên. Chỉ trường hợp bất đắc dĩ thôi, nhưng mà không có nên dùng mấy cái đồng tiền mài nhiều quá, tại vì những cái xe này xe công suất cao. Rồi vậy nóng máy là đúng rồi, bích hết đường nước, bích hết đường nước luôn. Đi lâu rồi, nhiều khi nóng lột máy luôn. Bắn ly về lại. Không cần thiết như vậy đâu nha anh em. Mình phải biết cách. Anh em để ý cái lúc mà cái Romilat zin á, bất kỳ xe zin nào, Romilat zin nó có một cái lớp màu đen, nhưng mà lớp đó không phải là lớp sơn, nó là lớp cao su. Đó. Nó là một cái lớp cao su, cho nên mình phải biết cách xử lý. Nên thôi, vừa silicone mà vừa sơn như vậy, bít hết đường nước, nó nóng máy, rất là nóng máy, mà nó không có kín cái bề mặt.
Rồi, xe này hở rong bi lát, chuẩn bị ấy luôn. Anh em mua xe dập quá vậy làm hơn cái tiền xe ngon luôn mà cũng không ngon được. Thật sự trong nãy giờ xe với có con R6 này nè. Nãy giờ mình quay hai gia R1, CBR600, R6 với con R6 là còn cái chất xe đẹp nhất thôi. Và nó sẽ tương ứng ra, nếu mà chạy đường hỗn hợp thì khó, dù ngàn đi nữa không có bỏ được R6 đâu, hứa với anh em. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mình có mở thêm một kênh YouTube nữa, đó là một kênh YouTube phụ. Lý do là mình bị cái tiểu nhân anh em, người ta lên người ta cảnh báo những cái clip từ 2 năm tới giờ, clip nào cũng vô cảnh báo, thì cái cảnh báo nhiều thì YouTube người ta sẽ tạm ngưng cho mình đăng tin và để người ta xem xét lại, mất thời gian của mình thôi mấy ngày á, cho nên là mấy ngày qua mình cũng đăng clip được cho anh em đó. Thì Facebook cũng vậy luôn, Facebook thì cũng lên cảnh báo rồi này kia, để mà Facebook có không cho mình đăng tin có một ngày thôi, còn YouTube tới mấy ngày rồi. Cho nên anh em có gì anh em liên lạc trực tiếp với mình qua số điện thoại 0963111129 nha. Đó. Còn mấy bữa nay cũng rất là nhiều người hỏi sao không đăng, đăng chưa được, ta đang xét duyệt lại, kiểm tra lại coi có những cái nội dung nào nó không ấy không. Nhưng mà trước giờ mình những cái clip mà nó giống như là piston ô tô chạy 299 á thì mình cũng đã xóa rồi, bởi vì chuyện nó qua rồi đó. Mình bị lừa thì cũng lừa rồi, mình bỏ, mình xóa, tại vì những cái trên đó lúc mình nói ra nóng giận nó cũng có những cái lời lẽ nó không có được tốt, cho nên mình xóa lâu lắm rồi ha. Đó, mình không có muốn để như vậy thì người ta sẽ đánh giá mình nóng giận, không biết kìm hãm cái cảm xúc lại đó. Nhưng mà mình bỏ, những người không đàng hoàng vậy thôi, mình không chơi, không tiếp xúc liên hệ nữa đó. Nhưng mà vẫn tới giờ vẫn cứ hại mình hoài anh em, nhưng mà mình kệ anh em, mình không có cái tính muốn hại người ta lại. Đó là chuyện hại mình là chuyện của người ta, còn cái vấn đề mình không thể nào hại người khác gì, mình không có muốn gây thêm những cái điều không tốt nữa. Vì cái con người không tốt mà mình phải đi làm những cái việc không tốt thì không nên anh em. Mình cứ sống thẳng vậy ha. Ai mình có trách nhiệm với những cái người mà mình có giao dịch vậy thôi, còn những người không có giao dịch thì mình không cần có trách nhiệm phải giải thích đối với họ đó. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Và mình có đang sẽ bán cái xe cấp cứu đó, thì mình sẽ quay một cái clip ha. Anh em nào cần thì liên hệ mình nha. Mình bán là 98 triệu, xe còn hoạt động được 2 năm, đăng kiểm 6 tháng một lần đó. Xe được miễn phí rất là nhiều cái vấn đề về đường bộ này kia ha. Xe còn rất là zin, chạy mới có 100 mấy chục nghìn cây, rất là zin.